Chiều chiều bà đã thường bận thần ngoài ngoài lên nhìn bà hồng rồi gà bà bò bà chuông chuông thèm thuồng. Nhìn có chuông mình chuông gì mà toàn rùi lòng bà đã càng đau rau đường vào vườn nhà bà hồng ngồi nghe ngay bà bò tìm được. Hết giờ. Có một bạn hỏi là nhà bà Hồng ở đâu vậy? Thì thông thường trong cái phần thật và thách này á, thì các khách mời đến đây sẽ là người đưa ra thử thách cho khách mời còn lại. Và chị không có chơi cái này đúng không em? Dạ không, chị là không, chị là khách mời luôn mà. Hôm nay chương trình là có hai khách mời. Rồi, thì là nhiệm hai khách mời và nhiệm vụ là khách mời sẽ thách người còn lại. Nhưng mà tại vì hôm nay thì bởi vì một cuộc gặp gỡ cùng với một cô hoa hậu và với chị Dung, một người phụ nữ xinh đẹp nữa, thì em nghĩ là thôi mình sẽ không để cho hai người phụ nữ này đưa ra thử thách cho nhau, mà chương trình sẽ đưa thử thách cho hai người. Dạ. Thử thách của mình cũng rất là đơn giản thôi. Thì thử thách bây giờ em xin nhờ một phần kỹ thuật giúp em đưa cái tờ giấy vào đây ạ. Đây. Chúng ta có hai tờ giấy. Nhiệm vụ của hai khách mời là sẽ chọn một trong hai tờ giấy này và chúng ta sẽ thực hiện phần đọc tất cả những từ có trong đây trong khoảng thời gian là 30 giây. Nếu như trong 30 giây đó đọc không hoàn thiện được hết cái tờ giấy này thì sẽ có hình phạt cho người còn lại. Có nghĩa là nếu chị Dung đọc không được trong 30 giây thì Thủy sẽ bị phạt. Còn nếu như Thủy đọc không được thì chị Dung sẽ bị phạt. Người này làm mà người kia chịu trách nhiệm. Đúng rồi, dạ, tại vì mình là đồng đội của nhau. Đó, thì bây giờ cho hỏi rằng là mọi người chọn cái nào ạ? Chị Dung chọn tờ nào, tờ bự hay tờ nhỏ? Không thấy được đâu. Hình như tờ bự chữ bự hơn đúng không? Đúng rồi, tờ bự chữ bự. Chọn chữ bự hơn rồi. Thì dễ cẩn không thấy đường. Vậy em chọn, em sẽ trả lời nghiễm nhiên là tờ nhỏ rồi đó. Ok, rồi. Bây giờ mình kính lão đắc thọ đó, người già được quyền chọn trước đi thôi. Bây giờ ai là người trước, ai là người đọc trước? Chuyện đến đau lòng. Ai là người đọc trước? Rồi, chị đọc trước luôn. Rồi. Tại mình có đọc sai thì mới chịu trách nhiệm. Dạ đúng rồi, nhưng mà 30 giây nha. 30 giây. Bây giờ em sẽ đóng giờ. 30 giây của chúng ta. Bắt đầu. Đây là con kiến, đây là con kiến cầm kiếm, đây là con kiến cầm kiếm có cặp kính gọng kìm, còn đây là con kiến cầm kìm có cặp ghim gọng kính, đây là con cóc cầm kiếm có cặp kính cong queo, con cóc cầm kiếm có cặp kính cong queo, cùng cặp kéo cong kính, con kiến cầm kiếm có cặp kính gọng kìm. Bây giờ ráp luôn nè. Gặp con kiến cầm kìm có cặp kim gọng kính, kêu cầm kiếm con cóc cầm kính có cặp kiếm cong queo, cùng cặp kéo cong kính, con kiếm cầm kiếm cùng con kiến cầm kìm gặp con cóc cầm kính. Hết giờ. Yeah, còn có hai câu nữa thôi nhưng rồi, mà chị đáp được cộng điểm nha. Rồi vô hai câu cuối đi chị. Trong cái góc hầm kính con kiến cầm kiếm cùng con kiến cầm kìm kêu con cóc cầm kính. Rồi giờ, ok, câu là giờ đọc rap nè là bây giờ bởi là đáp dữ chưa thôi, nhưng mà rồi. Mình có performance á, mình nói chung mình có điểm này kia thôi, tha thứ ha. Dạ đó là bài, đây là con kiến. Rồi và rất em tiếc của em chữ nhiều hơn. Đúng rồi, và rất tiếc là chị Dung đã không hoàn thành được trong khoảng thời gian là 30 giây, cho nên chúng ta sẽ có một hình phạt dành cho hoa hậu Thanh Thủy. Em sẵn sàng chưa? Xin mời các bạn khán giả để lại những cái comment hình phạt mà quý vị mong muốn cho Thanh Thủy trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời quý vị ạ. Bây giờ mình sẽ cùng chờ thời gian để cho mọi người để lại những comment muốn hình phạt gì cho Thanh Thủy. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với thử thách của Thanh Thủy và mọi người cũng cùng chuẩn bị nha. Ok, rồi. Giờ em có nên cố tình đọc chậm không ta? Làm người ai làm vậy con? Thì mình phải chịu chứ không chứ? Rồi, 30 giây, bắt đầu. Nhà bà Hồng gần nhà bà Đào vì trồng nhiều cà mà nhà bà Hồng dành nhiều tiền và làm nhà nhiều tầng. Dần dần bà Hoàng làm... Dần dần thành bà hoàng làng này, còn nhà bà Đào thì nghèo vì chồng bà cù lần đòi trồng toàn bồ hòn mà làng này thì cần gì bồ hòn. Và bà Đào càng nghèo nhà thì tồi tàn toàn là lều và mùng. Nhà bà Hồng thì giàu vì nhiều gà và bò, còn nhà bà Đào thì nghèo vì vườn toàn chuồng gà. Chiều chiều bà Đào thường bận thần ngồi ngoài lên nhìn bà Hồng rồi gà bà bò vào chuồng chuồng thèm thuồng. Nhìn có chuồng mình chuồng gì mà toàn rùi lòng bà Đào càng đau rau đường vào vườn nhà bà Hồng ngồi nghe ngay bà bò tìm được. Hết giờ. Ok. Cố gắng rồi. Nhưng mà cái bài của con vẫn dễ hơn cái bài. Đúng rồi. Cái gì mà con kiến cầm kiếm, con cóc cầm kiến gì tùm lum tùm la trơn. Không. Bây giờ em là người soạn cái này đúng không? Em đọc thử đi, coi em đọc được. Đâu, em đọc đâu có được trong 30 giây đâu. Anh đưa đây bấm giờ cho. Thật sự luôn ý. Ok. Bây giờ đọc nhà bà Hồng nha.
Anh chọn cái anh tủ thì sai không đó. 1, 2, 3. Nhà bà Hồng gần nhà bà Đào vì trồng nhiều cà, mà nhà bà Hồng dành nhiều tiền và làm nhiều nhà nhiều tầng, dần dần bà thành bà hoàng làng này. Còn nhà bà Đào thì nghèo vì chồng bà cù lần đời trồng toàn bồ hòn, mà làng này thì cần gì bồ hòn, mà bà Đào càng nghèo nghèo, nhà thì tôi tàn, toàn là lơ và mung. Nhà bà Hồng thì giàu vì nhiều gà và bò, còn nhà bà Đào thì nghèo vì vườn toàn là chuồng gà. Chiều chiều bà Đào đã thương bần thần ngồi ngoài liều, nhìn bà Hồng lùa gà và bò vào chuồng mà lòng bà buồn buồn thêm thương. Nhìn vào chuồng nhà mình mà chuồng gì mà toàn ruồi, lòng bà câu lâu râu. Đường rồi nhìn nhà bà Hồng ngoan nghèo hàng ngày nhớ gà và bò, thường lần mò tìm đường vào chuồng bà Hồng thì giàu còn vàng giàu. Thấy chưa? Được 30 giây. Nhưng mà có một đoạn em đọc không có ra chữ. Không, tại vì đoạn đó là mình phải là mình phải tăng speed up nó lên để cho nó kịp, nó phải có kỹ thuật để đọc. Chơi anh Giang là anh phải tập ở nhà trước rồi. Không, anh mới vừa lên chuẩn bị ở đây đó. Thôi, anh mới vừa lên chuẩn bị ở đây. Anh thôi, MC mà. Anh nói chung thì cuối cùng là kết quả của mình cũng đã có rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái phần hình phạt dành cho chị Dung cũng như là Thanh Thủy. Bây giờ thì có một bạn để lại một cái comment, đó là Thanh Thủy. Bây giờ Thanh Thủy có thể nhảy hay là múa được không để dành tặng cho mọi người như là một hình phạt? Là cũng không phạt lắm ha? Không, em thấy phạt đó. Vậy hả? Hay là hát đi. Hát? Trời, không, hát các bạn nói là hình phạt của dì Dung là hát. Trời ơi, hai gì mà hát vậy trời. Hình phạt của dì Dung là hát, còn hình phạt của Thủy là nhảy hoặc là múa. Rồi. Có thể mình hát chung được không anh? Sao mà được, hình phạt có mỗi người phải phạt riêng chứ. Em cũng đâu có được đâu, nên là mình hát chung đi. Đúng rồi. Rồi thôi mình hát chung đi ha. Rồi thôi cũng được. Bây giờ hát bài gì? Bài tủ mình đó. Bài tủ. Bài tủ. Bài biển tình đó. Rồi con hát đi. Không, mẹ không được. Để con làm một mình. Thì dì Dung bè. Rồi bè. Thôi. Bè mà nói cái dạng mà hay bè lạc á em. Là chị thấy thích cái đó đó. Gì là ăn gian lắm. Vậy cho mượn cái điện thoại đi mới có lời chứ. Dạ cho mượn điện thoại đi ạ. Là bài gì vậy ta? Bài biển tình. Biển tình hả? Dạ. Wow. Bài tủ của Thủy đó. Đây dạ. Váy màu xanh này. Mặc váy màu xanh. Vô cho mượn đi ạ. Vô chuẩn bị ạ. Mình sẽ cùng chờ đợi ít phút nha quý vị. À, trong lúc chờ đợi Thủy giới thiệu đi. Ừ, giới thiệu bài hát sao đi. Sao ca nhạc đồ đó. Ừ, rồi sao ca nhạc đồ đó. Hôm nay thì Hoa hậu Thanh Thủy và mẹ Phạm Kim Dung sẽ gửi đến quý vị. Huy nữa, anh Quang Huy nữa. Đâu em không biết hát mà biết tên. Được chưa? Đưa đây cho anh. Hôm nay rồi. Hoa hậu Thanh Thủy và mẹ Phạm Kim Dung cùng anh Quang Huy sẽ gửi đến các quý vị khán giả một tác phẩm mang tên Biển Tình. Con thuộc không? Rồi. Ê mình giới thiệu cho không, nó sôi động lên chút nữa. Cho nó tiết tấu là nó phải đầm thắm. À vậy chứ. Hả? Dạ. Ừ, ý là cho nó sôi động lên chút được. Nhưng mà con hát trước nha. Ví dụ mà mình có vỡ giọng hay sao đó thì mọi người đừng có cắt cái đoạn đó rồi đăng lên là làm meme nha. Rồi, vô. 2 3 vô. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa. Bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một phần trăng sáng với tình yêu chúng ta. Vượt ngàn hải lý cũng không xa. Ôi chắc con hát luôn đi. Đâu gì vô bé hình phạt gì vô mà. Biết ngay là bị gài mà anh. Vượt ngàn hải lý cũng không xa. Rồi tới đâu nữa? Mà đâu phải bài này của mẹ đâu, thôi con hát dùm. Không, phải bắt dì Dung hát tại vì là hình phạt. Vô. Biển dông đến trời chỉ có ta. Thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em. Hơn cả những vì sao đêm. Vô. Trăng nhô lên cao, trăng gán trên đầu núi. Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ. Mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe, nhịp đôi tim hẹn ước. Mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân.
lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Rồi, hey, vỗ tay. Ok. Khúc này là phải đợi Ngọc Hằng training lại cho đúng. Dạ. Anna Phương Thảo comment hay nha. Heo Còi comment hay. Nguyễn Văn Quỳnh Anh hay. Anna Ly dễ thương mà. Cảm ơn Jeremy Dũng hay nha trời. Đó. Có một bạn hỏi là nhà bà Hồng ở đâu vậy? Nhà bà Hồng ở ngay chỗ báo Thanh Niên á. Số mấy ta? Đường Nguyễn Đình Chiểu. Nè, nhà bà